Rồi em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Anh em xem kênh nhớ nhấn cho em xin một like và một cái nút đăng ký kênh kế bên cạnh nha. Để mỗi lần em đăng video lên thì anh em mình sẽ nhận được ngay về những cái sản phẩm mà em sưu tầm. Đó. Thì hôm nay clip hôm nay thì em mới về được nguyên một lô loa CBM nha anh em. Cái mẫu này hổm gà em hết hàng á thì có anh em mình liên hệ hỏi nhưng mà không có hàng nha. Hôm nay em mới vừa cập bến được vài đôi nha anh em. Đó, để mà đăng giới thiệu với anh em mình nha. Hổm gà anh em nào mà liên hệ với em mà em báo hết hàng á, bữa nay còn nhu cầu thì liên hệ lại với em nha. Tại hôm nay em về được số lượng là cũng vài đôi thôi ha. Anh em ưng thì liên hệ. Dòng này là dòng của JBL anh em nha, JBL A606 nha. Đó, con này thì của hàng JBL Mỹ xịn nha. Thì mấy cái này nó dính dơ nè, đó, mấy cái này dính dơ nè. JBL Mỹ xịn nha anh em, được sản xuất tại Pháp nha. Đó, JBL Mỹ xịn được sản xuất tại Pháp. Đó, anh em mình yên tâm về chất âm luôn ha. Mấy dòng này thì chất âm tuyệt vời rồi, không có bàn cãi gì về những cái dòng JBL hàng xịn sò này nữa nha anh em. Đó. Mẫu này thì em bán cũng nhiều nhưng mà hổm gài á, không có hàng, với lại tình hình bên kia nó cũng khó về hàng á, cho nên là nó về hơi chậm anh em ạ. Hôm nay thì mới về tới này nha. Thì mấy cái mẫu này á là bên Tây họ thay gân rồi anh em ạ. Bên Tây họ thay gân rồi nha. Đó, nói chung lo cũng khá là đẹp nha anh em. Mấy cái này thì em tuyển chọn màng lo nói chung là ngon lành đẹp đẽ cho anh em mình nha. Đó. Lo có đường kính là 17-18 cm anh em ạ. Ha, lo có đường kính là 18 cm. Đó. Những cái dòng này thì anh em mình lắp vào những cái thùng mà lo có lỗ bao nhiêu ta? Để em đo cho anh em mình xem nha. Đó, đây là 2-18, lỗ tầm 14 ha. Lỗ tầm 14-15 là anh em mình lắp được cái củ lo này nha anh em ha. Lỗ 14-15 là anh em mình lắp được cái củ lo này nha. Đó. Đây. Thì những cái dòng này á, dòng JBL A606 này nè, nó sản xuất ra thì nó lắp trên nhiều cái model lo anh em ạ, chứ không phải là một nha. Tuy là cái củ lo nó giống nhau thôi, nó thì nhưng mà nó được gã ra từ trên rất là nhiều cái model của JBL ra ha, chứ không phải là một nha. Họ sản xuất ra củ lo này để lắp cho nhiều dòng lo của họ nha anh em. Đó. Thì khi anh em mình mua hàng á thì em sẽ lựa đúng cặp cho anh em mình nha. Đó. Ví dụ như hai con này nè ha, hai con này là ăn cặp nè. Đó. Cái số nó khác anh em ạ. À. Nè anh em mình thấy không? Ở đây là số lớn này nha. Đó, số lớn, còn đây là số nhỏ nè, đó nha. Còn đây thì số khác nữa nè anh em. Đó, anh em mình thấy nha. Đó. Và đây là nó khác nữa nè. Đó nha. Hai cái này là ăn cặp nè. Đó. Hai cái này là ăn cặp nè. Đây nha. Hai cái này là ăn cặp nè anh em. Đó. Thì khi anh em mình mua hàng á thì em sẽ lựa đúng số cho anh em mình nha. Anh em mình yên tâm ha. Tại gã thùng nào ra thì ta giữ đúng cặp đó thôi. Anh em mình yên tâm, không có lộn xộn gì đâu. Đó, thì chất âm nó vẫn như nhau nha anh em. Chất âm thì nó vẫn giống nhau, cấu hình lo giống nhau. Thì nó chỉ khác về cái mã số và nó khác về cái mã số series á. Đó nha, còn về tất cả còn lại chất âm hình thức giống nhau hoàn toàn nha anh em. Đó, anh em mình yên tâm nha. Đó, hàng này là hàng của JBL xịn sò nha anh em, hàng JBL Mỹ xịn nha. Đó. Hàng này là hàng em sưu tầm, rất là đẹp. Hàng em tuyển chọn đẹp xuất sắc nha anh em. Màng lo là đẹp, không cấn, không lủng, không rách nha. Và gân này thì được mấy anh thay gân rồi nha anh em. Mấy anh Tây thay gân rồi, được gân xịn nha anh em ha. Đó, gân bên kia người ta thay rồi, ok rồi người ta gửi về cho em luôn nha. Đó, gân này là bên Tây thay nha anh em. Anh em mình yên tâm nha. Đó. Và bên Tây họ thay thì họ chim con ha, họ chim con ở chính giữa cho nó cân rồi họ thay, cho nên là rất là chuẩn nha. Đó. Thôi khi họ thay thì họ sẽ tháo mũi lên và họ sẽ chim con nha, chim con cho nó ngay trung tâm và họ sẽ thay gân. Thì bên kia thì họ làm như vậy đó anh em ạ. À. Họ cần cái độ chính xác cao nha. Nói thì em có hỏi thì bên kia người ta báo lại là cần độ chính xác cao nhất có thể nha anh em. Đó, anh em mình yên tâm nha. Rồi ok. Gân là được gân xịn luôn nha anh em. Gân xịn nha. Thì hàng nó sẽ đẹp như thế này nè anh em. Nó hàng nó sẽ đẹp như thế này nè. Nha. Mặt lo nó sẽ đẹp, nó sáng sủa như thế này nè ha. Thì giá là 1.700.000 một đôi nha. Giá 1.700.000 một đôi. Hàng đẹp như vậy nha anh em. Còn hàng mà nó bị xấu, cấn, mớp hay là nó xấu hơn cái hàng này thì giá nó sẽ rẻ hơn vài trăm là bình thường nha anh em. Anh em mình lưu ý một điều là như vậy nha. Còn hàng này em đã tuyển chọn rồi, anh em mình chơi dòng này thì không có lăn tăn vì về chất lượng nữa. Tại lo nó đẹp như thế này thì anh em mình yên tâm về chất lượng luôn nha. Hàng em tuyển chọn xuất sắc rồi anh em ạ. Anh em mình về chỉ việc dùng thôi, không có cần lăn tăn vì về chất lượng nữa nha. Còn những cái dòng lo mà nó bị lem màu, bị đốm, bị cấn mớp, lủng rách gì đó thì giá nó sẽ rẻ hơn vài trăm ngàn là bình thường anh em nha. Đó. Rồi ok, em chỉ tuyển chọn hàng đẹp cho cái lô hôm nay. Anh em nào mà ưng thì liên hệ với em. Giá là 1.700.000 một đôi, là nó đẹp như thế này nha anh em. Cái mặt lo nó sẽ đẹp như thế này và cái đít lo thì nó đẹp tương đương như thế này ha. Còn cùng lắm là nó chỉ bị dính mấy cái dơ này thôi nha, chỉ bị dính mấy cái dơ này thôi. Đó, tại cái tem này là tem lâu theo 5 tháng rồi á thì dính dơ. Đó. Cái này cạo cạo thấy nó cũng ra mà nó gắt anh em ạ. À.
Tem này là tem zin của hãng dán nha anh em. Tem này không tháo được nha, tháo là gắp tem luôn nha. Đó, như mấy cái này là dính dơ nè. Đó, dính mấy cái gì á, đen chứ không phải xét nha. Còn xương lo thì cũng không có hen rỉ luôn nha anh em. Xương lo thì cũng không có xét luôn nha. Đó, xương lo đẹp nha anh em. Xương lo đẹp, không hen rỉ nha. Đó, rồi ok. Hàng thì em cũng đã báo giá và em quay về sản phẩm rồi. Anh em mình ưng thì chỉ cần liên hệ mua hàng và nói hàng JBLA606, hàng đẹp là ok nha. Đó, anh em mình không có lăn tăn gì về chất lượng nữa ha. Đó, hàng đẹp như thế này nha. Đó, đẹp như thế này đây. Giá 1 triệu 7 một đôi nha. Đó, đẹp xuất sắc. Còn anh em nào mà cần hàng kém thì giá rẻ hơn vài trăm ngàn. Đó, còn anh em nào mà cần hàng đẹp thì khi liên hệ mua hàng cứ nói với em một câu, lựa hàng đẹp là ok ha. Đó, còn hàng xấu, hàng loại 2, loại 3 giá rẻ hơn là bình thường. Rồi ok. Nhưng mà em nghĩ anh em mình lựa hàng xuất sắc không mà. Anh em mình chơi là chơi hàng đẹp không à. Chứ ít anh em nào mà lấy hàng kém lắm. Đó, anh em mình đa phần là lựa hàng ngon. Đó, hàng đẹp là mua. Cho nên là em cũng hiểu tâm lý của anh em á. Khi nhập hàng thì em cũng ưu tiên lựa hàng đẹp. Đó, rồi ok. Giá 1 triệu 7 một đôi nha anh em. Em báo giá mấy lần rồi, anh em mình liên hệ mua hàng nói Loi JBLA606 giá 1.7 nha. Đừng hỏi em thêm giá nha. Tại hỏi thì em cũng báo giá này thôi chứ không có giá khác đâu. Anh em mình yên tâm. Rồi thì clip của em cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.